Kính chào quý vị, hân hạnh gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới 24 trên 7 của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, một trong các sự kiện quốc tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong tuần qua là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 việc lựa chọn trung quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên tới thăm đã minh chứng cho các ưu tiên đối ngoại và những kỳ vọng của nga trong thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa moscow và bắc kinh trong bối cảnh tình hình thế giới đối mặt nhiều thách thức đối đầu giữa các cường quốc gia tăng các xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong cuộc hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá cao mối quan hệ song phương hiện nay và cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này. Sự hợp tác chiến lược giữa hai nước càng được củng cố khi chúng ta tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, giao lưu văn hóa và dùng. Chúng ta đã có nhiều đóng góp tích cực để duy trì sự ổn định toàn cầu cũng như thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế dân chủ. Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng Nga và Trung Quốc đã tích lũy được nền tảng hợp tác vững chắc, qua đó đưa hai nước trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 25%, đạt 227 tỷ đô la Mỹ. Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Chúng ta đã thiết lập một danh mục đầu tư gần 80 dự án đầu tư chung trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc quyết định thanh toán bằng đồng nội tệ giữa hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ cho dòng chảy thương mại song phương ngoài những vấn đề song phương hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm như xung đột tại ukraine tình hình an ninh tại châu á thái bình dương ông putin cho rằng hợp tác nga chung trong các vấn đề quốc tế là một trong những yếu tố chính giúp ổn định tình hình thế giới hai nước đều bảo vệ các nguyên tắc công bằng và trật tự thế giới dân chủ dựa trên thực tế đa cực và luật pháp quốc tế Ông Putin khẳng định quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không nhằm chống lại bất kỳ ai. Về cuộc xung đột tại Ukraine, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ một hội nghị hòa bình quốc tế mà cả Nga và Ukraine đều công nhận với sự tham gia bình đẳng và thảo luận công bằng về mọi phương án. Đáp lại, ông Putin nói rằng Nga đánh giá cao lập trường khách quan, công bằng và cân bằng của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine hoan nghênh vai trò của Bắc Kinh trong việc tìm ra một giải pháp chính trị. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, đưa quan hệ hai nước vào thời kỳ mới. Bản tuyên bố dài 30 trang nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề an ninh, chỉ trích đích danh Mỹ cũng như đề ra định hướng phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế, năng lượng, công nghệ. Giới quan sát cho rằng quyết định của ông Putin chọn Trung Quốc là điểm đến của chuyến thăm đầu tiên sau khi tái đắc cử tổng thống cho thấy Moscow rất coi trọng việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Bắc Kinh và quyết tâm hướng về phía đông trước sức ép từ phương Tây. Thực tế, quan hệ Nga-Trung được cho đã bắt đầu nồng ấm từ năm 2014 khi Nga tuyên bố sát nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa hai nước mới chỉ được đẩy lên mức cao nhất kể từ khi căng thẳng trong quan hệ Nga-Ukraine tiến sát đến cao trào. Đầu tháng 2 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu, Bắc Kinh và Moscow công bố quan hệ hữu nghị không giới hạn. Về mặt chính trị, Trung Quốc và Nga thường xuyên ủng hộ nhau trong các vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên trường quốc tế. Phương Tây tỏ ra không hài lòng khi Bắc Kinh tuyên bố trung lập trong cuộc chiến tại Ukraine và chưa bao giờ chỉ trích Nga. Ngược lại, Nga ủng hộ chính sách một Trung Quốc và phản đối vấn đề Đài Loan độc lập. Xung đột đã trở thành nguyên tắc tổ chức chính sách đối ngoại của ông Putin. Giờ đây, ông ấy đánh giá mọi mối quan hệ qua lăng kính với ba cân nhắc. Một, liệu mối quan hệ này có thể giúp ích trên chính trường Ukraine hay không? Hai, liệu nó có thể giúp duy trì nền kinh tế Nga và phá vỡ các lệnh trừng phạt hay không? Và ba, liệu nó có thể giúp Moscow chống lại phương Tây và trừng phạt Mỹ cùng đồng minh vì đã giúp Ukraine hay không? Rõ ràng trong hai năm qua, ông Putin đã muốn ba thứ từ Trung Quốc, bao gồm một thỏa thuận về được ống dẫn khí tự nhiên sức mạnh Siberia 2, tìm kiếm sự ủng hộ hơn nữa của Trung Quốc cho cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là vũ khí, muốn tiếp cận thị trường tài chính Trung Quốc và sử dụng đồng tiền Trung Quốc để thúc đẩy thương mại của Nga. Kể từ sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ dầu khí số 1 của Nga, giúp Nga đứng vững sau những nỗ lực trừng phạt kinh tế từ Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, Bắc Kinh bị cáo buộc đã bán cho Nga một lượng lớn sản phẩm lưỡng dụng, có thể được dùng cho công nghiệp quốc phòng như máy bay không người lái, động cơ máy bay phản lực. Việt Nam và Trung Quốc xích lại gần nhau khiến phương Tây lo ngại. Đây sẽ là đồng bẫy để Moscow lách lệnh trừng phạt và vẫn có nguồn lực tài chính để chi cho chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 12 năm 2023 đã ký sắc lệnh cho phép trừng phạt gián tiếp ngân hàng nước ngoài liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga, loại những tổ chức này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Mỹ từ lâu cho rằng Trung Quốc dù không trực tiếp gửi vũ khí cho Nga nhưng hỗ trợ Moscow mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng. Theo Mỹ, việc này không chỉ đe dọa an ninh Ukraine mà còn đe dọa an ninh châu Âu. Một số cơ quan truyền thông phương Tây nhận định chuyến thăm của ông Putin diễn ra ngay sau khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa trở về từ châu Âu cho thấy Trung Quốc không thay đổi quan điểm về quan hệ song phương với Nga, bất chấp sức ép từ phương Tây. Phản ứng trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin, Mỹ cho rằng Trung Quốc không thể vừa cải thiện quan hệ với phương Tây vừa ủng hộ Nga. Trung Quốc không thể được cả đôi đường như vậy. Họ được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia. Trung Quốc không thể vừa muốn có mối quan hệ tốt hơn với châu Âu và các nước khác, vừa tiếp thêm động lực cho mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu trong thời gian dài. Theo đài CNN, thẳng dư thương mại hàng hóa toàn cầu của Trung Quốc đã tăng vọt trong những năm gần đây và hiện lên đến gần 1.000 tỷ đô la Mỹ, gây căng thẳng với Mỹ và châu Âu theo các chuyên gia nga và trung quốc đang xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh căng thẳng giới phương tây ngày càng gia tăng bằng cách tận dụng các thế mạnh bổ sung về kinh tế an ninh và chính trị hai nước đang hướng tới việc định hình lại trật tự thế giới tuy nhiên điều này cũng có thể kéo theo việc cạnh tranh giữa các cường quốc tiếp tục tăng cao tạo ra môi trường bất ổn đối nghịch không có lợi cho hòa bình và an ninh toàn cầu nói chung và các nước nói riêng Đến đây thì thời lượng dành cho Thế giới 24 trên 7 đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.